Bà hãy tin con, Anna là con của con và May đi. Thằng bé không phải là mana của cô Sika đó. Con rất tiếc phải nói điều này với ba. Nhưng ai đó nói với ba rằng May đi không phải con gái của ba, ba sẽ cảm thấy như thế nào? Con cũng cảm thấy như vậy mà ba. Và nó không hay một chút nào cả. Con hy vọng bây giờ ba có thể hiểu cho con và May đi, không nói dối. Chúng con đang nói sự thật. Thôi nằm May đi. Anh biết rất nhiều người ở đây cảm thấy chúng ta quay lại vì tiền. Và cả hôm nay, ba cũng không tin chúng ta. Theo anh nghĩ, chúng ta nên quay lại London. Và nếu lần này chúng con đi, con hứa chúng con sẽ không bao giờ quay lại. Hãy dẫn Anna đi thôi. Dạ ba, con nghĩ con nên làm như vậy. Nhưng con thật sự cảm thấy rất buồn ba à. Ba lại đi tin tưởng một người phụ nữ vô danh nào đó, chứ không phải là con. Anna là con trai con, thằng bé là máu thịt của con. Đó là sự thật. Con xin hứa với ba mẹ, đây là sự thật. Ba biết rất rõ mà. Con không bao giờ thất hứa với mẹ. Thôi đi, ma đi. Chúng ta không cần phải ép buộc bất cứ ai tin tưởng chúng ta. Đi thôi. Đi. Chờ đã. Nếu con đã nói như vậy thì ba có thể cho hai con thêm một cơ hội nữa. Nếu con nói sự thật và cô Sika đó đang nói dối thì hãy trả lời thông báo này đi. Hãy đấu tranh vụ án này tại tòa và chứng minh điều đó đi. Hãy chứng minh sự thật rằng đây là Anna của hai con, chứ không phải là mana của cô ấy. Nếu hai con có thể chứng minh được thì tốt quá. Nếu không thể thì hãy nghĩ tới hậu quả. Cho đến thời điểm đó, sẽ không có cục bầu chọn nào cho vị trí giám đốc điều hành. Con làm đúng đó Sika. Con đã gửi cho anh ta một thông báo. Dù là một người giàu có hoặc quyền lực thì cũng không thể chạy trốn khỏi pháp luật. Con gái, con đừng lo lắng gì cả. Cho đến khi vụ này xong xuôi, mọi người sẽ ở lại với con. Ba, ba không thể tin tưởng vào những vụ án như vậy. Chúng ta không biết sẽ mất bao lâu. Nó có thể phải tiếp tục trong nhiều năm.
nhưng cho đến khi có quyết định, mọi người sẽ ở lại, không đi đâu hết. Shikha, trong cuộc chiến này, mọi người luôn ủng hộ mọi quyết định của con. Mẹ chắc chắn Summer sẽ bị trừng phạt vì hành động xấu xa của hắn ta. Và chúng ta chắc chắn sẽ giành lại được mana. Con vững tin lên đi. Con đừng lo lắng gì cả Shikha. Ba đã thu xếp mọi việc để ở lại Delhi. Vì vậy con không cần phải ở khách sạn. Mọi người lo lắng cho con quá nhiều rồi. Con đang nói gì vậy? Con đâu phải là người lạ. Con là con gái của ba. Nếu ba mẹ không giúp con trong chuyện này thì ai giúp con? Chúng ta sẽ trừng phạt hắn Shikha. Và chị, chúng ta sẽ nỗ lực hết mình. Và chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu, cùng nhau chiến thắng. Chúng ta có thể là những người bình thường, nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ có người giàu có nào đó đến đây lấy đi niềm vui của cuộc sống, tình yêu và sự tin tưởng của chúng ta. Hãy để anh ta nghĩ dù chúng ta có yếu đuối đến đâu, nhưng chúng ta sẽ cho anh ta thấy chúng ta không hề yếu đuối. Chúng ta sẽ chống trả. Bình tĩnh đi ma đi. Không có ai trong thành phố này giúp đỡ Shikha đâu. Cô ấy không thể làm bất cứ điều gì. Đó không phải điều anh nói hay sao? Nhưng chuyện gì đã xảy ra? Cô ấy đã ném thông báo này vào mặt anh. Anh thấy đó, cô ấy sẽ sớm biến anh thành Summer Verma từ Aditi Chanath mà thôi. Tại sao anh im lặng như vậy? Hãy nói những gì nên làm đi. Hét lên không giải quyết được vấn đề gì đâu. Cô ấy đã nộp đơn kiện anh ra tòa. Vì vậy chúng ta phải trả lời lại điều này trước tòa. Cho đến khi phiên tòa này diễn ra, chúng ta không thể làm gì được. Nếu có chuyện gì xảy ra thì ba cũng sẽ nghi ngờ chúng ta thôi. Bây giờ chỉ có một cách. Chúng ta phải thắng vụ kiện này bằng mọi giá. Chẳng phải cô ta đã thách thức anh ở tòa án sao? Bây giờ anh sẽ chiến thắng cô ta tại tòa. Và anh sẽ làm cho cô ta thua cuộc đến mức mất hết hy vọng vào luật pháp. Và một khi thua vụ này, chúng ta thậm chí sẽ không cần phải giết Shikha Gupta. Đầu tiên hãy tìm ra ai là người đứng ra kiện chúng ta vì Shikha Gupta. Shikha, chúng ta sẽ sống trong ngôi nhà này. We'll be right back.
Sao anh còn quay lại? Anh đang làm gì vậy? Tại sao anh tới đây? Tôi đang hỏi anh đó. Sao lại đứng sau con gái tôi? Ba, một phút thôi. Anh không hiểu tôi nói gì sao? Tôi chưa nói với anh à? Tôi không cần sự giúp đỡ của anh. Đây là cuộc chiến của tôi. Tôi sẽ chiến đấu. Để tôi yên. Để tôi một mình. Si Kha, tôi không theo dõi cô. Tôi chỉ chúc cô đạt được mục tiêu thôi. Và tôi muốn giúp cô hoàn thành mục tiêu này. Cảm ơn. Cảm ơn anh rất nhiều. Nhưng nếu anh nghĩ là tôi tha thứ cho anh vì anh giúp tôi thì đó là một sai lầm. Anh sẽ không bao giờ trở nên tốt đẹp trong mắt tôi đâu. Mãi mãi không bao giờ. Anh hiểu không? Anh hiểu không? Không phải trong mắt cô. Như ít nhất tôi sẽ bắt đầu tôn trọng bản thân mình. Anh đang nghĩ gì vậy? Anh làm được gì thay vì suy nghĩ đây Suana? Anh thực sự không hiểu gì cả. Một bên là thông báo của tòa án, một bên là con gái của anh và Anna. Anh phải tin ai đây? Anh đang nói gì vậy? Anh đang nói đó là Anna và con gái anh. Anh còn nghi ngờ sao? Anh nhìn xem, mỗi lần Anna chơi với anh, nó hạnh phúc biết bao nhiêu. Đều có ai đó lại nói thằng bé không phải là cháu của anh. Không có quyền đó. Đó là cảm giác của chính anh thôi. Ba, con cần nói chuyện với ba. Mẹ biết cả hai muốn nói gì. Nhìn đây xem, ba con đã lo lắng nhiều rồi. Mẹ không muốn Suana. Con nói đi. Con muốn nói gì ba? Ba sẽ tha thứ cho IDT và Mahuri trong bao lâu? Họ luôn như vậy và lợi dụng ba để làm những điều sai trái. Ba đừng tin tưởng họ. Họ đang nói dối. Aria, làm sao cả hai con đều biết họ đang nói dối? Đứa bé, Mahuri và IDT là một phần của ngôi nhà này. Họ là gia đình của chúng ta. Có người đổ lỗi cho IDT. Chúng ta cần giúp nó. Mẹ đang bảo con giúp anh ta sao? Anh ta còn đổ lỗi cho chúng con kìa. Làm sao anh ta có thể nghĩ rằng chúng con lại làm như vậy chứ? Con đang nói gì vậy? Con cũng đang đổ lỗi cho anh ấy mà. Con à, mối quan hệ phải được duy trì từ cả hai phía. Hãy hiểu điều đó. Nhưng mẹ đủ rồi. Dù ba có quyết định đi chăng nữa, ba cũng sẽ suy nghĩ kỹ. Bây giờ hai đứa đi đi. Cảm ơn rất nhiều ông Viran. Ông đã không phát sóng tin tức đó trên kênh của ông. Đó là một ân huệ lớn đối với tôi. Cảm ơn vì chuyện gì? Ông Aditi, tôi quen gia đình ông lâu lắm. Tập đoàn Jagannath luôn ủng hộ kênh của chúng tôi trong nhóm truyền thông. Và tôi hy vọng anh cũng sẽ tiếp tục làm như vậy trong tương lai. Tất nhiên rồi, anh đã làm rất nhiều điều cho chúng tôi. Anh Viran, anh có thể giúp chúng tôi chuyện này không? Nói đi. Có một câu chuyện. Chỉ cần thay đổi anh hùng và nhân vật phản diện và hiển thị trên kinh tức của ông, chỉ lần này thôi. Tôi hiểu rồi anh Aditi, mọi chuyện sẽ như vậy. Cảm ơn. Và chúng ta phát hiện ra cô gái tên Shikha Guta đã đệ đơn kiện Aditi Jagannath. Vụ việc này cũng như bao vụ người nghèo kiện người giàu vì tiền.
cô ấy không có bằng chứng hay nhân chứng nào cả. Shikaguta đã đệ đơn kiện Aditi Chanagat rằng anh ấy là chồng cô ấy, và cả hai người đã có một đứa con chung. Những điều này không có chứng cứ. Những người này đang nói những điều vô nghĩa gì vậy? Họ đang nói bất cứ điều gì họ muốn. Đây là một trò đùa. Họ đang nói về con gái của tôi. Làm sao lại có tin tức này chứ? Chị à, làm sao họ lại biết chị? Summer là người làm chuyện này. Đúng là tàn nhẫn. Họ đã xúc phạm con gái tôi bằng cách làm tất cả những gì họ muốn. Họ sẽ mua chuộc bất cứ ai bằng tiền. Ôi thần linh ơi, chúng ta sẽ chiến đấu chống lại họ như thế nào bây giờ? Mẹ nhìn con đi. Đừng khóc. Đừng khóc. Dù họ nói gì hay làm gì, hoặc mua chuộc bất cứ ai, cũng không thể thay đổi sự thật. Sự thật sẽ hiện ra trước mắt mọi người. Giờ hãy xem, không ai có thể ngăn cản chúng ta thắng vụ kiện này. Mẹ yên tâm đi. Xin chào, dạ thưa ông. Đúng, được rồi, tôi sẽ tới đó ngay. Được rồi, thưa ông. Chuyện gì vậy? Ai gọi cho con? Ba, luật sư gọi đến. Bây giờ ông ấy gọi con đến văn phòng. Con à, chúng ta đi chung với nhau. Tất cả mọi người đã xem tin tức. Tôi không biết rằng mánh khóe của tôi lại được sử dụng để chống lại tôi. Kế hoạch của chúng ta. Ý anh là gì? Ý tôi là người đàn ông ở khách sạn với cô hôm nọ. Bây giờ anh ta làm gì? Anh ấy đưa ra ý kiến chúng ta không nên tiết lộ Aditi Chanagat trên các phương tiện truyền thông. Tôi nghĩ nếu tin tức lộ ra, Chaganat sẽ không mắc sai lầm nữa đâu. Nhưng những người này quyền lực đến mức họ đã thay đổi tin tức ngay cả trước khi nó được đưa ra. Người này khiến chúng ta thật lo lắng mà. Anh ta đã làm gì vậy? Thời buổi này mọi thứ dễ dàng phá hỏng lắm ba. Chaganat sẽ đưa tiền cho giới truyền thông và mua chuộc họ. Chúng ta cần bằng chứng mạnh mẽ để chống lại Aditi tại tòa án. Bằng cách nào? Như là giấy đăng ký kết hôn, hoặc giấy khai sinh của đứa trẻ, hoặc ảnh chụp đám cưới. Tất cả những điều này, Summer rất thông minh. Anh ta lấy đi tất cả bằng chứng rồi. Giấy chứng nhận kết hôn, giấy khai sinh, video, tất cả album và mọi thứ. Anh ta lấy đi tất cả. Chúng tôi không có bằng chứng nào cả. Ông... Chúng tôi không có bằng chứng, nhưng chúng tôi có nhân chứng. Nhân chứng nào? Những người đến dự đám cưới của chúng tôi. Tất cả đều nhìn thấy anh ta. Còn ai nữa không? Còn ba ơi, nhân viên văn phòng. Bà có nhớ Summer thường đến đón con ở văn phòng không? Mọi người ở văn phòng của con đều nhìn thấy anh ta. Họ đều thấy Summer là chồng con. Chúng ta sẽ phải tập hợp tất cả mọi người lại với nhau. Càng có nhiều người làm chứng tại tòa thì vụ án của chúng ta sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi rất chắc chắn rằng tất cả họ sẽ đến làm chứng cho tôi. Lời chứng của tất cả những người này có thể làm thay đổi diễn biến của vụ án. Không có ích gì đâu. Tại sao cậu làm như vậy? Chúng tôi có nợ gì cậu đâu. Đúng là không biết xấu hổ mà.
Đừng chơi đùa với tôi. Tôi không phải Shaper. Tôi là Aditi Chaganath. Tôi đến từ một gia đình rất được kính trọng. Nhớ kỹ đó. Mọi người đang nghĩ gì vậy? Có thể nói xấu tên tôi dễ dàng như vậy sao? Hãy làm những điều gì mà các người muốn làm đi. Dù có lên kế hoạch hay nỗ lực gì đi nữa, cũng không thể làm gì được tôi đâu. Không thể chống lại tôi đâu. Câm miệng đi. Im đi. Tôi nói, im miệng lại. Anh đã làm hỏng cả cuộc đời tôi khi tôi tin tưởng anh. Nhưng sẽ không xảy ra nữa đâu. Đi đi, Aditi Chaganath. Anh sẽ phải trả lời rất nhiều câu hỏi của Sikaguta tại tòa án. Đi đi. Bắt đầu đếm ngày của anh đi.